Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy trộn lồng quay, máy trộn hình trái cầu, máy ve viên, máy ve viên. Đây là một cái máy mà được sử dụng hoàn toàn bằng điện tự động và làm bằng Inox 304 dày 2 ly, có lắp đậy như này. Và cái lắp này thì sẽ có 3 cái khuy để cài lại, giúp các bạn là trong cái quá trình trộn đảo nguyên liệu là không bị văng ra ngoài. Máy thì có kích thước là của cái lồng này là 800 x 600, và kích thước của bì của cái máy này là 1000 x 1000 nhân với lại 1200. Máy thì nghiêng đổ bằng cái tay quay này, và đây là cái bảng tụ điện của máy. Bật công tắc này lên thì máy sẽ hoạt động, sẽ quay, và cái tốc độ của cái lồng quay là sẽ có biến tần điều chỉnh nhanh chậm. Các bạn cần trộn nhanh thì các bạn sẽ tăng lên như này, và các bạn trộn chậm thì các bạn sẽ giảm xuống. Máy thì có 4 bánh xe để các bạn di chuyển cách dễ dàng, và khóa xốp lại bằng cách là các bạn vặn cái bánh xe màu vàng này sát bên dưới này, máy là sẽ đứng lại. Và cái khung chân của cái máy này là khung vuông 50 x 50, dày 1,5 ly. Nếu như các bạn có nhu cầu thì liên hệ với lại Inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438, hoặc là số 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ 1338 Phạm Văn Đãng, phường Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Máy rất là chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn.